bị giật mấy lần luôn. Nó mua thuốc cho uống mà giờ vậy mà nó nói là mua thuốc cho nhỏ này uống. Hồi nãy là đó vậy uống thuốc liền không? Uống thuốc liền không? Nó biết con thấy nha. Con thấy chưa? Con bị giật mà con không thấy nha. Nó bảo tôi nói nhiều khi lên mạng xã hội không có. Cái lúc tôi mơ lúc tỉnh nó cái giò nó cái chân nó còn yếu đó, chân té. Chân còn yếu đó nè. Là nó bị vậy đó. Đó. Đi ngồi đây. Hồi nãy nó đâu có không? Bây giờ nó bình thường là nó bị sụi đó. Hồi nãy là nó mạnh luôn là không ai để lại đó, không ai để lại nha. Bây giờ nó đã chịu luôn đó. Bởi nhiều khi trên mạng không phải là cái nhỏ này nó khôn đâu, nó mới khùng rồi nè, tỉnh lại thấy không? Thôi đừng nói, để cho em bình tĩnh lại. Để cho em suy nghĩ ra đi. Rồi lưng lại ngồi cái mẹ đi. Lại ngồi cái mẹ đi con. Để lại nhớ mẹ quá trời nè. Hả? Rồi chút nữa nghỉ mệt chút rồi đi. Nghỉ mệt đi rồi mình đi lấy đồ lại hết. Mẹ đi con, không kể nhớ lắm hả con. Con có đi học không? Thấy đức cụ của mọi người. Hỏi con đi học không? Để cho nói chuyện đi. Mẹ Hương nhớ con lắm, mẹ đâu biết đi bỏ con đâu. Con gặp Châu Giao vậy. Nhớ hả? Nhớ con nó về đó, nó khóc rồi kìa. Con nhớ chồng lắm. Con nhớ chồng không? Nhớ chồng không? Nhớ chồng lắm, con này là con. Chồng khóc, con nhớ chồng. Chồng ngày nào cũng khóc, tìm em đó. Thương con lắm, Châu. Châu lại đâu, con Châu này lúc đây tôi là Châu. Không chấp lại luôn. Nhớ chồng hả? Nhớ hết trơn, tao đi đâu rồi. Mệt quá. Mắt đỏ chặt, trơn luôn. Con nghiệp không? Con biết tin nói chị Huyền có dễ không? Đó, nào, con nhắn tin anh em. Chơi cho mấy đúng không nè? Anh nói chơi cho mấy đúng không? Con đừng có nữa. Sao nó về nhà rồi, con giống con rồi. Con không biết gì vậy, con như thiện. Bên kia có chặn cuộc gọi không con? Dạ nó chặn cuộc gọi rồi, đứa mẹ nó không chờ chị đúng không? Vậy lấy cái gọi nè. Chị gái Phương ở bên Mỹ nè. Tặng tặng cho con nha. Tặng tặng cho con ha. Con mua đồ đẹp ha. Cảm ơn con. Nè, cho con 500 ngàn mà. Dạ con cảm ơn. Ừ, đấy, mua bánh, mua đồ ăn dạ. Cho con nha. Cảm ơn chị Phương. Ừ, đi. Đi. Ừ, đây. Được. Ôm con đi, nghỉ mệt đi. 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 Nè, ông trời nó làm gì con? Dạ nó làm con chơi con rồi, đến nay mấy ngày rồi. Mấy hằng? Dạ con hỏi nó cỡ hơn tháng trời rồi. Dạ con nói đi, ông ba là mình dình công an bắt nó đẹp rồi, khóc. Dạ con ơi, nó cấp mà nó vừa kêu con kêu ông ấy xe ngoài á. Cấp đầu nó trời, ông quýnh con tự mua thuốc luôn được rồi, điện con. Nó điện con nó kêu mà, em ơi, em đi qua. Em đi qua nhà anh nè, anh ở Kiên Giang nè. Giờ em đi qua đây với anh đi, anh lui em sống với anh. Rồi sống với nó một thời gian, rồi nó hưng con. Nhưng mà nó cũng hút thuốc lắm. Nhưng mà con nghe, con ghét chồng con hút thuốc. Từ nay chồng con nhỏ hút thuốc thì tại thằng kia hút thuốc con ghét. Con từ nay không hết chồng con hút thuốc không nhậu nữa. Ngồi xuống đi. Con muốn đi, bảo kiếm nó rồi. Con muốn ở nhà đâu. Rồi bây giờ cho mấy chú uống nước, ngậu nước chút mà được. Đông An bắt nó vào cho mấy chú ngồi. Rồi mấy chú bắt nó, nhưng mà không mấy chú đi theo mới được. Thì cho đi theo. Đông An bắt giữ ngoài rồi. Thôi con muốn đi rồi. Rồi cho nó đi theo. Chung đi bảo anh đi. Chút đi ngồi rồi cho chú uống nước chút. Chú uống nước. Thôi con muốn đi bảo anh. Chú uống nước chút rồi trở đi ha. Ôi, uống nước chú. Ừ. Liêu bỏ anh đây mà. Đi
chỗ nào? Uống nước chút đi con. Dạ, nói đây con. Uống nước đi. Uống nước chút rồi cháu đi liền. Từ từ cho mấy chú uống nước ra. Chưa uống nước được nè. Khát nước. Mới đem ra chú chưa uống được miếng nào đó. Đợi cho mấy chú uống cái ạ. Nhô nhanh đi thôi mà. Ừ. Nhô nhanh đi nhô. Con trai cười kìa thấy không? Con trai đi. Lại mẹ đi con. Qua mẹ đi. Nhô đi. Được rồi. Ừ. Chở con đi liền. Chú nó dốc mà. Nó thiệt không nó dốc. Ai. Chở con đi chơi luôn. Thôi mấy chú nó dốc rồi. Đi giờ đi mà. Một chút. Một chút uống nước thì chú trả đi ha. Đất cho con đi đi. Một chút chú chở. Ôi con đi liền. Một chút chú chở đi. Con đi liền mà nhanh đi. Một chút con chú chở. Ôi nhanh đó. Con đi bánh nóng ở đây mà. Thì một chút chú chở. Bắt là làm gì? Giờ muốn bắt nó để làm gì? Vô bắt chú đi ra nó dùng con này con uống đó. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Rồi con ngồi đó đi. Ngồi con ngồi đó đi. Ngồi chơi xíu thì sáng mình đi. Nghe lời chú đi. Nghe lời đi. Không ai bỏ em đâu. Không ai bỏ em đâu. Ở đây con mày không? Ở đây con mày. Đi mà đi liền. Biết bao giờ không? Bây giờ mấy giờ? Giờ 12 giờ. 12 giờ đêm. 12 giờ đêm giờ phà xe là nó nghỉ sơ rồi đúng không? Nhưng mà hồi đó không ra phà xe chỉ cho nó bên mẹ nó chạy xe bình thường à. Đó, nhưng mà mình đi rồi phải có công an theo. Nhưng mà mấy chú yêu nó nghỉ với chú. Bây giờ hết giờ công an làm việc rồi. Sáng mình đi sớm. Sáng mấy anh mấy chú là chở qua lấy xe hơi chở đi. Nha. Không tin rồi. Tin. Mấy bữa nay qua kiếm bà phụ ba ở đây nè. Nha. Còn ấy ba lên đài kiếm con đó mà con không biết. Thì đó, anh Nghiệp với chú Tân nè. Đó. Qua hỗ trợ. Em xin anh cho em đi bà ảnh kiếm nó đi mà. Nó bắn em mà nhưng mà em đâu để em. Nó biết thằng kia ông dùng bắt nó. Đi mà. Em đem tiền em 3.500.000 em trả tiền xe hết 700.000 còn nhiêu? Dạ còn 2.800.000 ở đâu? 2.800.000 đưa chú nó ăn về nó nộm tiền nó đi đánh bài hết rồi. Nó người nhân mà nó mua hút có mấy già uống rồi bà nội cho công chuyện. Bà nội cho cái gì ai nó qua nhà nó mày lụm công chuyện rồi cắt đây rồi tưởng chừng đè bà về vẫn phải lụm lại. Cái bà nội bà chờ bà nội chồng cái chữ con á làm dâu á uống cái lộn của ta nữa. Vậy sao con ở bánh chị? Nhờ nói nhờ cháu với bạn mà nói con giờ cô áp lực cái đầu con khiến con như là cha mẹ. Áp lực cái đầu ha. Kích không nghe lời cha mẹ đó. Về nhà con biết cái nhà con cha mẹ luôn. Cô chưa ngủ 8 giờ. Bệnh 5 giờ đó về rửa chén rồi. Bệnh đài con lắm. Chồng con rồi cho tiền con mà. Nó ghê không chồng con. Nó mà có tiền nó còn nhớ nó rồi bên kia là gạt nó. Lấy tiền luôn đó bạn. Nói lên. Quay lại hết để làm chứ. Bây giờ chú quay để làm mình.
nội đó. Rồi nói đi. Bà nội đó mới ở bà nội Bùi Giang, bà nội cho con chuyền đeo. Bà nội nói nè, nên bà nội cho con cái chuyền này đeo. Rồi tự nhiên mẹ nó về làm giấy căn cước cho chị Hai nó hồi nãy đó, nhỏ mặc áo hồng á. Mặc áo hồng chị Hai ha. Dạ đúng, hai người nhỏ kia là em thứ tư của nó, là nó là thứ ba. Rồi cái thằng hồi nãy là thằng nào? Là cái thằng đó là bạn trai của con nhỏ đằng sau mặc áo xanh. Đó hôn nhau đó. Dạ đúng. Rồi cái thằng kia là nó nhỏ mặc áo hồng đó là chị ba, chị Hai của con Đổi. Là nó là thứ ba con, là cũng kêu con bằng chị ba luôn. Là cái thằng Đổi là cái thằng... Là thứ ba là thằng đó đó. Cái thằng Đổi là dắt con đi phải không? Dạ. Vậy giờ con nói đi, rồi lên công an coi bản ta thấy. Rồi con muốn dưới chính quyền trình báo bắt anh Đổi cho con đi không? Chỉ anh Đổi bắt anh Đổi về tư án giùm con. Hôm rồi con đi theo ảnh nhưng mà con không biết nhà con, gia mẹ con cho hư, con ngủ tới 8-9 giờ, ở bệnh 5 giờ con hức rồi. Con hức muốn làm mà nội nói con hư cái lộn của người ta nữa. Rồi ai cũng kêu kêu con hết. Ai cũng kêu kêu. Đúng vô cái tên mà bây giờ về nhà là cục vàng à, giờ về nhà là cục vàng của ba, của mẹ, của chồng này ha. Bây giờ chú quay phim lại làm bằng chứng hết rồi, sáng ngày mai ra mày đưa công an coi, cái mình đi bắt cái đó. Sáng ngày mai chở con heo luôn, chở con heo luôn, hứa uy tín luôn. Sáng mai đưa con ra công an, con nói rồi đi kiếm một Đổi rồi cho con đi chơi luôn, chịu không? Dạ được. Đi với chồng ha. Dạ. Chở xe đi với chồng luôn. Với con ha. Dạ. Chịu không? Ba mẹ đi nữa. Ba mẹ nữa. Con muốn đi bắt nó rồi. Thì mình chạy đến chánh mình kiếm nó. Hôm qua đến giờ con hết tiền rồi. Rồi. Mấy giờ tiền rồi? Đồ con bệnh hết rồi. Ba mẹ bánh lẫn con. Mời bánh lấy đồ lại. Bây giờ tối người ta đóng cửa rồi, mình đâu lấy được. Xe chú đậu ngoài nãy á. Đừng có sợ, có nghiệp đi, chú tân là không có sợ. Có gia đình là không sợ. Hôm ngày là con không biết mấy chú đi kiếm nữa không? Mấy chú đi kiếm con về đó. Để em thôi là con ở bển ha. Là nó hành hạ con rồi, con không gặp ba mẹ luôn. Nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, đừng nói. Cái lộn của người ta mà, nhưng mà ai cũng kêu yêu con hết. Ta ghét con phải không? Dạ. Sao nó đưa con về ạ? Dạ con kêu chị ơi, về thấy trên đài á, rồi cái mẹ với mẹ chồng bả nói ơi, mày đưa về bển đi, tao thương nó nhưng mà mày đưa về bển đi thôi, tao đưa lên đài sao? Mà kêu mà nói là bên kia nó sợ. Nó sợ. Anh Đổi không dám đi em còn. Bởi vì anh Đổi đã không mang nó còn. Cho nên nó sợ nó mới đưa con về đó. Mẹ ba nơi với ông mẹ ba. Anh muốn tìm thì anh cũng giữ. Ba dưỡng đó. Bà kêu tháo ác đi, bà kêu tháo răng này đi. Ba dưỡng đó. Cái mắt con bị sao Đổi? Mắt con bị sao Đổi? Không mua thuốc uống không? Bà dưỡng có mua thuốc uống không? Mà còn bằng dưỡng hả? Mời mẹ chở đi khám mà mua thuốc uống luôn. Rồi mời đi thẳng đi đó rồi khám hết luôn. Nói luôn là 5 giờ tới đây ngủ 7 8 giờ 9 giờ họ mời đi, mời đi, mời chạy. Mai mình lấy xe hơi mình chở đi ha. 7 giờ mai đi. Mai chị lấy xe hơi á. Mời lấy xe hơi đi. Chở đi. Đi đi đi. Đi xe đó. Đi xe đó. Đi xe đó. Xe đó. Chị không có nói dắt em đâu. Mấy này lấy xe chở ba mẹ đi. Lấy xe chở ba mẹ đi đó. Ở bên đậu nhậu ngoài đậu vô đây được. Chú ủy ban hồi nãy em ra nó chiếc xe trắng trắng không? Xe chị, xe hai. Nãy lên xe. Lúc nãy chưa nhớ đâu. Hai chưa tỉnh. Nè, xe chú giữ chị bác hành đi thấy không? Đậu lên nhậu ngoài tỉnh rồi. Ngày mai đi xe chú mời đi xe mát lạnh. Xe hơi nè. Chìa khóa xe nè. Hỏi con năm có không? Con năm chịu đi đó. Cái này là người ta đăng lên. Còn có thấy con năm đang kiếm con không? Thấy con năm lên không? Thấy mẹ nè. Chồng đăng hình lên gì nè. Thấy chồng khóc không? Không cho, không cho con coi. Không cho nữa. Không cho coi, chồng có biết thằng nhỏ nó không cho nữa. Anh hai con điện vô đâu, ai nói anh hai chảo trên app, anh hai chảo nói nè Quyền ơi, cho con tin tức con bỏ nhà đi hả? Nói em có biết gì đâu là em coi. Em lẽ vô coi điện thoại, con thấy chồng hả? Con lén vô hả? Dạ, con vô buồn con coi, con điện, rồi nó con kêu nó nghe máy nó áp lực quá à. Sao con không điện về mẹ? Con nắp tiền. Tiền của người ta. Đây nó còn rậm rồi cái hương con vô mụn vô nằm. Ảnh hưởng cái đầu á. Ảnh hưởng cái đầu bởi vì nó. Không ấy lắm nhưng
chồng đăng hình con không biết ai. Mấy chú, mấy chú đăng nè. À, con thấy mẹ con cũng khóc, ba con cũng khóc, cô con cũng khóc nữa. Ừ, thấy không? Thấy hết, thấy không? Nhưng mà con lén con mới coi được. À, lén lén mới coi ha. Dạ, con thấy con bị ha con, không, 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 được, không, không. Bỏ chồng bỏ cha bỏ mẹ khóc mẹ bệnh mấy ngày luôn. Con nghe cháu nhắn tin là Út ơi mẹ bà nội bị bệnh rồi Út về đi. Con nghe đâu nhắn mà anh kêu tắt đi thôi giờ ngủ. Một lúc lắc ha. Dạ, con thấy rồi sao? Dạ con thấy rồi nhưng mà anh nói gì anh nên mượn hội thôi. Nó nói đến nuôi con chuyện đi làm nhưng mà con nói cái hay đăng quá mẹ mới về đang đi lô tô về cái làm áp lực con nhớ lại ông mới kêu về tới nhà nhà em ở dưới Cao Lãnh nằm ở chung dưới đây nè. Ồ, nó nhớ đấy không? Em rồi cái con ra huyện trình cái con tính trình nhưng mà bà vô rồi giật mình con nói dốc luôn vậy hả? Giật mình là nói dốc luôn không dám nói thiệt hả? Dạ. Tại vì nó tính nó thiệt mà con nhỏ nó vô rồi nó giật mình nó không dám nó thiệt luôn. Con nói giả bộ rồi mấy chú không mang ngoái nó khùng cho biết được nhà ở khùng không biết giờ được nhà sao. Nó nói với công an nói tôi khùng tại sao tôi biết tôi là Bùi Thị Mỹ Quyền sinh năm 86. Trời ơi thấy chưa. 96 ừ. Nó còn nói gõ luôn á. Áp 2 cho trong hội chung huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Đó thấy chưa. Số điện thoại cha 0906 97344. Đó số của cha đó. Số mẹ 0907256895. Đó thấy chưa. Tội chưa. Số chồng không biết. Trời ơi. Trời ơi. Không biết sống vợ chồng vậy. Lý do làm sao là đằng này nhắn tin mà nó giật điện thoại con hay gì mà nó không cho con nhắn tin. Nó kêu con tắt liên lạc nước nguồn để trong cốp xe. Rồi xong vô đây nó dụ con với cầm với cưng cướp con đi luôn rồi. Nãy con không nói sớm rằng lấy điện thoại lại. Kìa con kêu kìa. Con kêu kìa. Con cha kêu kìa. Con cha kêu kìa. Rồi. Con kêu có ai rước hết rồi đó. Đó, đi kiếm em mà không ai giúp con em đó thấy chưa? Bỏ đi kiếm mà bỏ đó, bỏ ngoài trường đó thấy chưa? Đi vô nhà con Hiển. Thấy thương không? Con đi kiếm con mà không ai giúp con đó thấy không? Để cho nó chia sẻ lên chút. Chia sẻ cho tay sao? Em ơi. Nãy ngồi nó bẻ kìa. Chết rồi, bẻ tay chồng đâu rồi kìa. Bẻ tay rồi, mày cắn nó luôn kìa. Ôi trời ơi, tao mày. Ôi, cắn kìa. Thấy chồng thương không? Tôi ghê không?